tôi tên Lệ Nhi, tốt nghiệp 10 năm làm hồ sơ tư vấn trong lĩnh vực du học cũng như du lịch mới. Thì hôm nay công ty tên Lệ Nhi xin giới thiệu với tất cả các bạn về môi trường Paris University Mỹ. Dù là một trường Paris University tọa lạc trong một khuôn viên rộng khoảng 36 hecta thì nếu sân sư cách khu trung tâm 15 phút của phía Bắc và các bãi biển tuyệt đẹp Hàn Quốc được cả thế giới biết đến như là một nơi thu hút những người giàu có và nổi tiếng. Bãi biển Miami thuận lợi cho các chuyến đi mạo hiểm vào buổi tối và cuối tuần. Trường Paris tuyển sinh viên từ 49 tiểu bang và 8 quốc gia. Môi trường cận nhiệt đới, phong cảnh xinh đẹp của khu vườn trường và kiến trúc theo phong cách Tây Ban Nha rất hoàn hảo cho việc ăn uống, học tập hoặc ngồi với bạn bè. Trường cũng tự hào về tỷ lệ sinh viên giảng viên thấp từ 14 cho tới 1 và các lớp học nhỏ, các học bổng học tập dành sẵn cho những sinh viên quốc tế đạt yêu cầu. Thì theo sách test 290 Business School thì trường Benson Review, trường Under School of Business at Paris University được xếp hạng thứ 3 trong danh sách các trường kinh doanh mang lại cơ hội tốt nhất cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Theo Social Salon Research Network, trong 32 trường kinh doanh của Hoa Kỳ, trường Under School of Business của Paris University được xếp hạng 47. Trường chương trình của đại học thì có kinh doanh quốc tế, quảng cáo quốc tế, quản lý thể thao, quản trị dịch vụ y tế, tài chính. Về chương trình sau đại học thì có quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ y tế, phát sóng truyền thông. Sau đăng ký xét tuyển thì các bạn có thể truy cập vào website của công ty Công nghệ Dương là cungnghệdương.vn hoặc các bạn có thể gọi thoại trực tiếp vào tổng đài tư vấn là 3848 8819 để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ.